Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Thấy hoành tráng không bạn? Giờ lu bu quá không có đi cắm trại ngoài được thì cắm trại tại nhà luôn. Hãy coi Nam canh cúc đây, lên củi nhóm lửa làm một miếng steak thật là ngon cho Lucy. Cộng với mình sẽ nướng vài củ khoai lang. Anh em coi clip đâu có cảm nhận được khói đâu. Thôi thiệt thòi cho anh em, khói này cay mặt lắm. Khôn ghê. Nam ơi, nướng nóng hổi. Thửi thôi, không thèm ăn. Miếng này nguội đưa đáp. Ngon. Phai dẻo. Cũng dẻo, ngọt, thơm. Hello, mình là Nam Ngô. Thấy hoành tráng không bạn? Nay bậy đi chơi đồ hàng ha. Nhìn miếng bò ngon không? Hôm nay mình sẽ làm BBQ. Giờ lu bu quá không có đi cắm trại ngoài được thì cắm trại tại nhà luôn. Nhìn cục bò đã thiệt chứ. Trời, nặng quá. Đồ cưa cây hết luôn rồi. Rồi, xin vào, mời vào bếp Nam Ngô. Đây. Đây. Hello Đô Lì biết làm gì không? Ê Lucy biết làm gì không? Trước mình cũng có con Đô Lì nữa các bạn, lộn tên hoài. Ok. Đâu sợ lát mưa chạy á. Chạy cũng vui hả? Đây đi. Rồi. Trời coi coi. Chưa gì hết rồi đây. Từ từ anh làm cho ăn. Hãy coi Nam canh cúc đi. Bò xịn không? Rồi lên lửa thôi. Cũng hơi lùm xùm rồi đó. Ok các bạn, mình sẽ gọi là mình sẽ lên củi nhóm lửa làm một miếng steak thật là ngon cho Lucy. Cộng với mình sẽ nướng vài củ khoai lang. Tại vì cái con Lucy này giọng này nó ăn thịt nhiều lắm, cho nên là sẽ bổ sung thêm khoai lang cho nó dễ đi, vấn đề tiêu hóa nó được tốt hơn ha. Hít đất cái đi để lát quên nữa. Ây da, ôi, leo lên luôn, leo lên luôn. Thằng này, ơi, ơi, hỏng à. Cái này một lát anh nhóm lửa lên á là phỏng á. Ôi nãy đem quên đây có dĩ nướng nha. Nhớ còn thiếu thiếu gì đó quên, để nhóm củi đi. Nhóm củi xong rồi sẽ chạy vô nhà lấy cái dĩa nướng. Đây là những cái cây khô quanh nhà mình. Các bạn thấy là vô mùa mưa bắt đầu cái cây nó phát triển tốt quá thì mấy anh ở nhà đang cưa cây để tránh cho nó ngã vô, nói chung là nó ảnh hưởng tới cái cây cối khác hoặc ngã vô nhà, thì mấy cái củi khô chẻ ra để nhóm củi ha. Hồi xưa mình cũng khoái chơi đồ hàng lắm các bạn. Không phải chơi đồ hàng kiểu con gái mà cũng thích bày vẽ nấu đồ này nọ cái thứ á. Cũng vui. Nhóm củi thì kiếm mấy cây nhỏ nhỏ thôi. Sử dụng cái
mấy cái ruột xe cũ à. Cái này nó bắt lửa rất là nhanh. Rồi. Khói dữ à. Anh em coi clip đâu có cảm nhận được khói đâu. Hơi thiệt thòi cho anh em á, khói này cay mặt lắm. Ok anh em, thì từ lúc mà mình đón Lucy về nuôi á thì bắt đầu mến tay mến chân, yêu thương, thương xong bắt đầu mới nghĩ là sẽ làm nhiều món ăn ngon cho bé nó, để cho bé nó đầy đủ dinh dưỡng, khỏe mạnh, ăn uống ngon rồi nó cũng happy, nó cũng vui vẻ. Nói chung không nuôi thôi, nuôi là nuôi cho đúng kỹ thuật và nuôi yêu thương đàng hoàng, chứ không phải nuôi cho sống, nuôi là phải cho đẹp, thấy không? Không bỏ bê. Thì bữa mình có lấy cái sản phẩm thịt, trời nó đang liếm liếm đỡ ghiền đó. Thì cái sản phẩm thịt bên chỗ Huỳnh Gia này mình thấy rất là ok, sản phẩm chất lượng, tụi nó ăn nó rất là thích luôn. Đừng có ăn vụng nghe chưa, ui ăn vụng quá liếm thịt tùm lum tà la. Thì có thể sắp tới thì mình sẽ có một cái series món ngon mỗi ngày dành cho bé, sẽ dành cho Lucy đó. Mỗi ngày mình sẽ sử dụng những cái sản phẩm thịt bên Huỳnh Gia này và chế biến những cái món ăn thật là ngon, hấp dẫn cho bé nó ăn. Thì mình nghĩ nó sẽ cũng rất là thú vị, rất là vui. Thì hy vọng là sẽ được các bạn đón nhận ha. Vậy sắp tới mình kế hoạch của mình dự tính mình cũng sẽ live stream. Nói chung mình cũng thử thách bản thân mình ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau các bạn. Thật ra con người cái khả năng thích nghi là một cái khả năng rất là quan trọng. Thì và chúng ta không nên gọi là nhốt mình trong cái vòng an toàn. Nó sẽ làm cho chúng ta không có phát triển được. Thật ra nhiều khi chúng ta rất là giỏi á, nhưng mà chúng ta bị giới hạn bởi những cái tư duy, định kiến, rồi đôi khi chúng ta lại không có nghĩ là bản thân mình có thể làm được á. Thì chính những điều đó nó hạn chế chúng ta. Cho nên là mình nghĩ con người thời nay nó phát triển rất là nhanh. Cho nên là chúng ta phải có nhiều cái kỹ năng sống, nhiều cái kỹ năng làm việc, và phải biết sử dụng những cái công cụ đó một cách hiệu quả nhất thì nó mới tốt được. Thì bản thân mình thì ngày trước mình cũng chưa có nghĩ là mình sẽ phát triển tới cái hướng này đâu. Mình thích làm những cái khói quá các bạn, thích làm những cái công việc mà ở cái thời điểm trước đó nha. Thì mình giỏi về bò sát, đam mê bò sát, thì mình nghĩ mình sẽ xoay quanh cái câu chuyện đó thôi. Nhưng mà thật sự khi mà mình vào mình làm rồi á, thì nếu mà chỉ gói gọn ở trong vấn đề bò sát á, thì đôi khi nó cũng bị cái vòng lặp, nó cứ vòng vòng, nó có như đó thôi. Thì sau khi mình bước vô mình làm rồi, với cái sự đam mê công việc đồ này nọ các thứ, thì từ từ nó hướng mình phát triển thêm những cái nhánh khác nhau. Thì mình cũng thấy rất là hứng thú luôn, rất là vui khi mà mình được thử sức ở những cái lĩnh vực mới. Thì mọi người hay nói là mình hoạt ngôn đồ này nọ các thứ, thì có thể sắp tới đây mình sẽ thử nghiệm ở cái livestream để có thể kết nối được với mọi người nhiều hơn, cũng có thể chia sẻ được với mọi người những cái mà mình cảm thấy là hay ho, vui vẻ, cũng như có thể giới thiệu đến các bạn những cái sản phẩm mà mình đã từng trải nghiệm và mình thấy nó thật sự tốt, giá thành tốt, chất lượng tốt, thì mình sẽ giới thiệu tới mọi người. Hy vọng là sẽ được mọi người đón nhận ha. Còn lửa không? Còn lửa. Cho miếng này vô nữa cho nó nhanh.
Đây, kế hoạch của mình hôm nay mình sẽ sau khi mà nhóm lửa xong rồi, than củi lửa rồi nóng hồng rồi, thì một bên này mình sẽ gọi là lùi mấy củ khoai vô để lát cho Lucy ăn. Ở trên này mình nướng một cái miếng steak phải nói là cực kỳ hấp dẫn luôn. Lát bạn nhớ nhắc mình nha, đây là miếng bò dành cho Lucy chứ không phải là dành cho con người nha. Lát mình quên thôi, nướng xong mình dứt luôn rồi, chết luôn rồi. Phá quá. Cho mình make color chút xíu nha, làm màu chút xíu nha các bạn. Ok mọi người có thể chờ mình chút xíu, mình đi lấy một cái dĩa nướng để mình nướng thịt bò. Ơi, sao ăn vụng khoai lang? Khoai lang chưa có chín mà. Đợi chút xíu anh nướng cho ăn. Ok, có đồ chơi rồi, đầy đủ đồ nghề rồi. Mặn thôi, nó lăn xăng. Nó lăn xăng lắm, cái giờ chiều này là nó biết tới giờ nó được ăn, nó lăn xăng lắm. Đúng ra là mình sẽ chuẩn bị hai miếng bò, một miếng cho Lucy và một miếng cho mình nữa. Nhưng mà hôm nay mình ăn chay, một tháng ăn chay 2 ngày. Cho nên là thôi, nay lát mình sẽ nướng khoai lang, mình ăn khoai lang thôi. Anh em nào mà có nướng đồ ăn đồ ở nhà đồ này nọ, nhất là nhà thành phố đồ chật hẹp rồi á, thì anh em chú ý vấn đề củi lửa nha anh em. Vấn đề quả quạng bây giờ nó gọi là nó nghiêm trọng quá. Đất thì càng ngày càng chật, người thì càng ngày càng đông đó, thì cái vấn đề mà không gian nó bị hẹp rồi nó không có lối thoát đồ này nọ, thì rất là nhiều cái vụ nó tan thương xảy ra, rất là đau lòng luôn. Cho nên là anh em chú ý củi lửa chút xíu. Nhiều khi đọc báo mà sững sờ luôn á các bạn, có những cái nó rất là tang thương. Trời, nó liếm củ khoai lang rớt nữa rồi. Này phải kiếm cái quạt mới được. Đợi anh chút nha Đô Lì. Ê Lucy, lộn hoài. Ở đó có con Đô Lì là con chó đực. Lên lửa đi, lên lửa là ấm liền. Rồi, đầu lên nhiều và mạnh rồi đó. Dự định sắp tới của mình là mình sẽ biến cái chỗ này thành cái gian bếp của Nam Ngô luôn. Mỗi ngày mình sẽ nấu những cái món ăn thật là đặc sắc cho Lucy ăn ha. Thì thứ nhất là mình cũng làm những cái nội dung nó vui vẻ, tích cực, cũng như là muốn truyền tải cái thông điệp là chúng ta
nếu mà nuôi nói chung pet là một người bạn á các bạn, nó là cũng là một người bạn, thì chúng ta nuôi thì chúng ta sẽ chăm sóc nó thật là tốt. Trời khói quá. Chăm sóc nó thật là tốt ha. Cái điều kiện dinh dưỡng của nó cần cái gì thì chúng ta phải cung cấp. Nói chung chúng ta nuôi bé đó là nó xuất phát từ cái tình yêu thương. Chúng ta mong muốn cho bé nó có một sức khỏe thật là tốt, nó phát triển hết cái tố chất, cái tiềm năng của nó để cho nó thật là đẹp, lanh lẹ. Chứ không phải chúng ta nuôi để cho nó sống ha. Thì nói chung ăn cái gì nó cũng sẽ sống thôi, nhưng mà ăn không có đúng kỹ thuật nó thì nó sẽ dễ bị bệnh nè, rồi nó sẽ không đẹp nè, rụng lông nè, ốm nè, đó thì nó cũng không có hay lắm. Cho nên là mình sẽ làm cái series đó, thì hy vọng là cũng có thể giúp cho mọi người vui vẻ sau những cái giờ làm việc, cũng như là có thêm nhiều cái ý tưởng, cái động lực để chăm sóc cái các bé ở nhà. Nói chung là cho cái cuộc sống nó bớt nhạt đi, bớt căng thẳng đi các bạn ha. Nói chung là cũng vui á. Mình nghĩ tới mình cũng thấy hứng thú, cũng thấy hấp dẫn, vui vẻ. Hy vọng là các bạn cũng sẽ thích giống mình. Hồi xưa là nhóm củi nướng đồ nhậu, nhưng mà bỏ nhậu mấy năm rồi. Bản thân mình bỏ nhậu chắc cũng phải 5-6 năm rồi các bạn, không có nhậu. Ngày xưa mình làm nhà hàng thì mình nhậu rất là nhiều. Coi như là nhậu rồi xỉn mà cũng lái xe các thứ nữa. Rồi sau này á, bắt đầu không muốn nhậu nữa các bạn, nhiều quá bắt đầu nó bị ngán rồi. Lúc trước á, là mình nói chung là mình cũng là một người hoạt ngôn, hoạt bát. Thì đi ăn nhậu rồi có chất xúc tác là bia rượu, cho nên là vui lắm. Nhậu rồi cười, nói giỡn, kể chuyện vui, chuyện cười đồ. Cho nên là anh em cũng khoái, nhậu kèo nào cũng rủ hết trơn á. Thì lúc đó bản thân mình cũng thích nhậu, nhậu vui. Anh em nói chuyện thân tình đồ các thứ, rồi mở rộng mối quan hệ đồ các thứ. Rồi ấy sau này nhậu nhiều quá rồi mình mới có luôn cái ý tưởng trong đầu là mở nhà hàng. Nhưng mà nó là hai cái trạng thái khác nhau các bạn. Nhờ mở nhà hàng mà mình cảm thấy mình sợ nhậu, bỏ nhậu luôn á. Thì ngày trước á, nhậu với anh em á thì vui. Thứ nhất là anh em thân tình, gọi là chia sẻ hết được mọi ngóc ngách. Rồi chơi với anh em á thì người nào thân mình mới chơi, mới nhậu. Thì lúc đó nói những cái câu chuyện nó giống như nó đồng điệu với nhau thì nó rất là vui. Sau này mở quán nhậu á thì bắt đầu nó bị vô cái tình trạng gọi là phải tiếp khách. Thì các bạn biết là chúng ta đâu phải ai chúng ta cũng hợp. Có những người hợp với mình, có những người không hợp. Có những người giỏi về lĩnh vực này, có người giỏi về lĩnh vực khác đó. Cho nên là khi mà mình mở quán nhậu ra mình phải tiếp khách ngày nào, thứ nhất là ngày nào cũng nhậu thì sức khỏe không bao giờ chịu nổi. Lúc trước khi nào mình khỏe, mình cảm thấy người mình khỏe hứng khởi, mình mới nghĩ tới chuyện là rủ bạn bè đi nhậu. Còn khi mình mở quán nhậu ra rồi, có những lúc mình rất là mệt luôn. Cơ thể nó chưa có đào thải hết cái bia rượu ngày hôm qua mà tiếp tục vô nhậu tiếp. Rồi đôi khi nói những câu chuyện nó rất là lạc nhịp. Nó làm cho mình bị coi như là choáng váng mặt mày luôn. Những cái chuyện không liên quan. Đó, thì từ lúc mình mở quán nhậu xong ấy là mình nhậu quá, đầu mình bị ngán nhậu luôn các bạn. Nhìn thấy rượu bia là sợ. Thì cũng nhờ như vậy mà mình bỏ được rượu bia. Coi như là khoảng 5-6 năm nay là mình không có gọi là ăn nhậu nữa. Có những cái đám tiệc mà gọi là thân thiết quan trọng lắm thì mình mới nhậu. Và tuyệt đối là đi taxi. Nhậu là đi taxi về, đi ráp đồ về. Không có bao giờ dám ôm xe chạy nữa. Ngày xưa lúc mà còn trẻ trẻ trước đó rồi, ẩu lắm. Nhậu nhiều khi nhậu xỉn mà cũng ôm xe về. Thì cũng có những tai nạn đồ này nọ, nhưng mà hên là nhỏ nhỏ thôi, chứ không có cái nào nghiêm trọng. Nhưng mà bây giờ mình sợ luôn các bạn. Thì mình cũng khuyên các bạn là vậy. Nói chung văn hóa Việt Nam á, về mặt giao tiếp á, thì sử dụng rượu bia rất là nhiều. Nhưng mà anh em, mọi người khi mà sử dụng rượu bia thì nhớ là tuyệt đối là phải đi taxi về, đi ráp về. Đừng có bao giờ mà cho rằng mình không có xỉn, mình không có xỉn để mà có thể ôm xe chạy về. Tại vì rủi ro rất là cao ha. Các bạn có thể tự té, chấn thương bản thân mình nè. Ngày xưa chạy xe máy xỉn, tự té, bể đầu, chấn thương sọ não. Đó là may mắn giữ được cái mạng.
nhiều khi là chết luôn. Còn không á thì là các bạn sẽ gây tai nạn cho người khác. Phải nói là cái hậu quả nó rất là lớn luôn. Đó, thì các bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và nếu mà có thể có cái sự mất mát nữa thì lương tâm của chúng ta sẽ phải bị giày vò tới cả đời luôn. Cho nên là anh em mà có ăn nhậu, nói chung văn hóa của mình là sử dụng rượu bia rất là nhiều trong vấn đề giao tiếp. Đó, thì đôi khi bước ra đời làm ăn, thì trong cuộc sống tạo mối quan hệ, chúng ta không thể nào mà chúng ta né nhậu được. Thì có nhậu thì chúng ta nên nhớ là nhậu xong rồi lên taxi về ngủ một giấc, là không có một cái sự rủi ro hoặc là không có một cái gì nó ngoài dự tính của chúng ta cả, đúng không? Lên xe ăn nhậu xỉn, lên taxi về ngủ một giấc, sáng mai đi lấy xe đi làm gì đó thì ok hết. Chứ còn mà nhậu xong rồi mà ôm xe về trên đoạn đường đó tai nạn giao thông, không có tai nạn giao thông thì bị công an thổi vô, rồi bắt đầu đóng tiền phạt mấy triệu bạc, cả chục triệu, bây giờ 7-8 triệu, giờ xe máy xe hơi mắc nữa mấy chục triệu, rồi bị giam bằng 2-3 tháng, thấy không, rồi mất bao nhiêu công việc. Đó là nhẹ nhất, nặng nữa thì chúng ta tự gây thương tích cho bản thân ha. Có những cái mà đau lòng rồi, hoặc là chúng ta gây tai nạn cho người khác thì chúng ta phải chịu chế tài của pháp luật, chế tài rồi cắn rứt lương tâm đủ thứ các thứ này á. Cho nên là mình sợ lắm rồi. Mình thấy cũng may mắn là mình đã kịp nhận thức ra. Nhưng mà bản thân mình thuộc dạng lì lợm, ngày xưa ăn nhậu xong rồi ôm xe chạy đi về, đi tới đi lui đồ này nọ các thứ. Đó. Bản thân mình cũng là người rất là cứng đầu, nhưng mà may mắn là mình đã kịp thời nhận thức ra được. Thì hiện nay là coi như là né được những cái rủi ro đó. Thì cũng khuyên anh em vậy thôi. Tại vì những người mình quen biết, bạn bè của mình, hiện nay họ vẫn có cái sự ỷ y. Sau khi ăn nhậu, họ vẫn chạy xe về. Thì mỗi lần mà mình gặp thì mình đều khuyên thôi. Nhưng mà vấn đề là chúng ta phải tự nhận thức ra được thì chúng ta sẽ điều chỉnh được bản thân mình. Chứ còn người khác nói thì đôi khi nó mắc với các bạn. Ngày xưa mình cũng người khác nói, ba má rồi những anh em đồ này nọ, người ta cũng nói mà lúc đó cứng lắm, cứng đầu lắm, không có nghe. Không có nghe. Đến khi mình tự nhận thức ra được á, thì mình mới gọi là thay đổi. Sắp được rồi các bạn. Mình sẽ nhúm nhiều củi một chút xíu để mình sử dụng. Một bên là mình nướng khoai, còn một bên là mình nướng bò. Đó. Ui cay mắt quá, chọn cái hướng gió xài các bạn, chọn cái hướng gió nó cứ táp hết vô mặt luôn. Nóng á. Rồi ngược lại thì ở đây nó có cái cây nướng này nữa. Đổi đầu qua anh đây, đang lát để cái gì nướng. Ok. Đúng rồi, nãy chọn sai phong thủy rồi. cái gì đó. Cái gỗ này nó cũng còn hơi tươi tươi. Nướng lát cái nó xì cái nước ở trong nó ra. Rồi được rồi đó, để mình lại mình khiêng khoai tây, bò đồ ra. Khoai lang. Trời ơi. Cục thịt bò cái màu sắc rất là đẹp các bạn. Đỏ ao. Mình sẽ nướng cắt ăn tại chỗ luôn. Này mà lên Đà Lạt ha. Lên Đà Lạt rồi vô khi một cam đồ tối nhóm lửa đồ nướng khoai đồ
hết bài. Không, bây giờ du lịch dành cho các bạn trẻ, mình thấy phát triển cái sản phẩm gọi là cắm trại nó khá là hay đó các bạn. Nó mới mẻ, nó cho mình nhiều cái trải nghiệm, nó vui hơn là ở khách sạn. Thật sự mà đi mà ở khách sạn đồ này nọ, thứ chui vô thang máy lên đi xuống hơi chán. Cái gì? Đợi chút. Đợi chút. Lucy nó rất là tình cảm, nó rất là dễ thương luôn. Con chó thì đặc biệt là nó thể hiện tình cảm của nó rất là tốt. Đặc biệt con này nữa, nó nịnh lắm, nó biết nịnh lắm, nó biết là nịnh chút xíu sẽ có đồ ăn ngon, nịnh dữ lắm. Sắp vàng lửa rồi, ok. Thôi đi chỗ khác, thôi không được đâu, quên nữa, mày ở đây mày cẩn cẩn lên cái nó ngã thang cho người anh một cái là hai anh em mình tiêu luôn á, đi vô chơi đi, đi. Chưa có chín mà. Con dao bà chừng nó đứt lưỡi. Ờ, lý tầm bậy đứt lưỡi nha con. Giờ sẽ cho mấy củ khoai ở đây trước đi. Dơ, dính đất dính cát, ham ăn quá à. Bộ thiếu củi á, nãy lấy củi vậy mà còn thiếu. Rồi. Mày liếm láng nó dính cát tùm lum đây nè, đâu là lì xì. Giờ mình chuẩn bị cái thang động này chút xíu lại. Đầu nướng. Khi mà lửa nó muốn tắt ngúng ngúng rồi, các bạn chỉ cần thổi phù phù lên là lên. Đói bụng dữ vậy ha. Này là cái máy rã đông chạy bằng thịt ha các bạn ha. Nó nguội luôn rồi. Sao con ngồi bên nào ông đổi gió hình đó vậy? Không được rồi, không được rồi. Lát phải đi rửa lại. Đi đi. Dính đất dính cát tùm lum rồi nè.
giận mày luôn. Cất đây đi, mày quậy quá. Lên lửa. À, lên miếng bò từ từ được rồi đó. Làm dính đất cát lên rồi nè. Làm mất món ngon của anh. Ôi ôi, cay mắt quá. Hoành tráng chưa các bạn? Đừng có ham ăn quá được không? Thì cái làm gì có thằng ham ăn này đứng kế bên cũng mệt thì nó lại nó hửi không à. Tao cũng đang gấp đây nè. Chân khoai khét á. Cái cục than này nhìn tưởng cái chân gì không á chứ. Nãy nhìn anh hết hồn mấy lần. Thấy có cái móng nữa kìa. Cục than này ghê quá. Thấy có cái móng nữa nó trội. Gì ghê vậy? Còn mặt bên này có vẻ chín chín rồi nè. Nướng cục này cũng hơi lâu à. Anh em nhắm anh em chờ miếng thịt này chín với mình được không? Hơi lâu rồi nha.
Này phải đi lấy thêm than củi rồi. Phải lấy thêm than củi rồi. Ok các bạn, mới đi ôm thêm bó củi về. Làm việc mà có thằng ham ăn này đứng kế bên nó cứ hối riết. Nói chứ miếng bò này dày là cũng hơi lâu chín nè các bạn ha. Đầu nhiễu nước rồi đó, nóng nóng rồi đó. Cho xong khói luôn. Đảo mặt cái coi. Ôi, đầu tươm nước ra. Tầm nửa ký. Này à, cả nửa ký à, miếng này dày dữ lắm ạ. Quạt miếng cho cái miếng này nó lên lửa. Nó có mùi hơi thơm thơm rồi đó. Mấy củ khoai này cũng biến thơm rồi. Khoai này chuột vàng hấp dẫn à. Hoành tráng. Đừng ăn nha. Một nướng này cháy quá ngon. Lucy.
Lucy, Lucy. Đâu rồi? Lucy. Ê. Bò nè. Ừ. Đang làm gì vậy? Nè, đang hủi gì đó? Vợt bò nè, không ăn đúng không? Thì ghét không? Cảnh trẻ không? Để đây. Đưa cho ăn nè, không ăn. Bỏ đây. Nè, bung đi. Được. Được không? Thêm bài dịch này nữa. Con già nóng quá. Nóng quá các bạn. Kiếm cái uya cái nĩa dài dài á, coi chừng trái khoai, coi chừng trái khoai. Đây, để chừng nào nguội ăn nha. Mình để lót cái này cho nó đỡ dính đất cát. À, nóng á, nóng á, từ từ. Ta cứ nóng rồi, từ từ mà. Xong rồi hả? Thôi để tao cắt xong rồi tao để từ từ tao mới bỏ lên cho mày. Mày ham ăn quá. Ham ăn quá mày phỏng lưỡi á. Ui da, ui da, nóng quá không được rồi. Làm 2-3 miếng trong chỗ nha, để cho nó có thời gian nó nguội. Ui da mọi người, không quá. Mày có cuộc đời mày có gặp được thằng chủ nào mà nó lầm sầm như chủ này chưa? Chưa Lucy. Uống nước thịt nghe khát lông luôn các bạn. Nóng dã man con nghe. Kìa, đỏ cái mặt xưng cái. Hơi khét rồi. Chắc không giòn đâu hả? Cái này giống không phải. Giống là chim. Ê xử quay. Cái này chắc không giòn đâu hả? Điện thoại cho được chưa? Nè.
đã để trên đó ăn trên đó. Trời ơi, không được rồi, ta đã cố tình để trên đó cho nó sạch rồi. Để nó cắt hết, cắt không anh? Hả? Để nguyên miếng thịt nó cắt hết, mình cắt hết rồi mình để không vậy. Để vậy nhìn nó hấp dẫn, em mình đang làm màu mà. Cho nó thiệt là màu luôn. Vui bạn, nói chung là cuộc sống này nó quá nhiều điều nó phức tạp đi. Nó quá nhiều điều nó rắc rối rườm rà đi, cho nên mình bày vẽ cho nó vui vẻ chút xíu. Chủ yếu là anh em mình vui ha. Vui cũng hết một ngày mà buồn cũng hết một ngày, nên thôi vui đi, kệ nó. Đừng có gọi là lùa gà hay là xúc phạm ảnh hưởng gì tới ai được rồi, đúng không? Mình cứ làm cái gì vui vẻ trong khả năng cho phép là được. Giờ ăn tái nè, bốc khói nghi ngút luôn các bạn. Thật sự là cái bò này á các bạn, là gọi là về mặt cảm giác, rồi thị giác, khứu giác thì tất cả mọi thứ nó đều ok hết ha. Nó chỉ không có đủ tiêu chuẩn phục vụ cho người thì nó chuyển qua thành cho chó thôi. Chứ còn cái màu sắc tất cả mọi cái rất là ngon. Anh thổi rồi mà còn nóng. Xong miếng đó tới miếng này. Nóng á, nóng á. Thiệt á, cuộc sống đâu có ai bằng phẳng đâu các bạn. Người gặp vấn đề này, người gặp vấn đề kia. Cho nên là mình nói chung là mình bản thân mình rất là thích vui vẻ, rất thích là giỡn, rất thích giỡn. Nói chung mình giỡn cả ngày cũng được các bạn. Giỡn vui thôi. Nhưng mà giỡn đừng có làm cho người khác phiền lòng ha. Có duyên hay là vô duyên nó nằm ở khúc này. Cũng có người thích giỡn nhưng mà giỡn theo cái lối nó không có duyên lắm, hoặc là dùng người khác để làm trò đùa thì nó sẽ không có hay. Còn mình cứ làm những cái điều nó vui vẻ, thoải mái, khùng khùng điên điên chút xíu cũng được, không ảnh hưởng tới ai là được rồi. Không, thật ra cái người Việt Nam của mình rất là nhạy bén. Mình thấy là rất là nhạy bén luôn các bạn. Hầu như là những cái nào, ví dụ như chỉ cần nước ngoài tất nhiên đó là cái xuất phát điểm của mình nó chậm hơn người ta. Đâm ra là người ta sẽ tiếp cận được những cái mới, người ta sẽ tiếp cận trước. Thì Việt Nam mình thường là tiếp cận sau. Tuy nhiên Việt Nam mình rất là nhạy bén. Nói chung là chỉ cần nhìn thôi ha, ví dụ mình nói cá nhân mình đi, chỉ cần nhìn thấy cái sản phẩm đó hoặc là người ta làm như vậy đó thì bản thân mình cũng đã biết cách làm rồi. Nói chung mình nhìn là mình nắm được cái key, cái những cái điểm gọi là trọng yếu đó, là mình có thể làm được đó. Chỉ có một cái là Việt Nam mình là nhiều khi nó hơi ẩu đó. Chứ còn nhạy bén thì rất là nhạy bén. Thì nước ngoài á, người ta tiếp cận trước á thì nói chung người ta đi trước, còn mình đi sau á, mình tiếp cận. Mà mình nhìn cái là mình có thể mình hiểu được cái yếu tố chính nó nằm ở chỗ nào liền. Nhưng mà có những cái ví dụ như về mặt dinh dưỡng, chuồng trại, mấy cái đó mình không bằng ta.
người ta đầu tư rất là bài bản, người ta quan tâm tới vấn đề dinh dưỡng và tất cả mọi cái, cho nên là ví dụ con chó này đi, nước ngoài nó cho ăn, cho uống, rồi này nọ các thứ là nó rất là nhiều dinh dưỡng thì cái cơ bắp của nó mới phát triển tốt được. Đó. Còn nhiều khi mình ở đây mình nuôi mà mình cho ăn theo kiểu Việt Nam, mình cho ăn cơm thừa, canh cặn, hoặc là cho ăn nấu cháo rồi cho ăn các bạn, thật sự là nó không có đủ cái lực của nó, không có đủ lực cái lực con chó. Nóng quá nha, nóng. Ta nói nóng phỏng miệng luôn á. Từ từ. Ồ, chắc phải phải coi coi, từ từ. Mình sẽ mở cái dĩ này ra làm đôi, mình để một bên là không có lửa đó các bạn. Nóng lắm á. Đây bây giờ mình sẽ làm như thế này đi. Bên này sẽ là nướng nè. Bên này là để những cái miếng cho nó nguội nè. Bên này không có lửa nè. Rồi từ từ nó ăn. Ăn cái này phỏng miệng chết á Lucy. Đây. Ồ nãy giờ quên mấy củ khoai lang luôn rồi. Xong rồi hả? Nóng nóng mà chơi chơi ha. Ha. Lẹ vậy. Ok các bạn, trời sắp mưa rồi các bạn ơi. Nói chứ trời này ở ngoài miền Trung, đồng bào ngoài miền Trung đang quằn mình á, bão vô cực ha. Công nhận bà con ở những cái vùng đó quá cực. Nè, ngủ rồi nè. Sướng như chó là có thật nha các bạn. Có ông chủ ngồi nướng thịt bò tươi sống phục vụ bữa ăn nữa. Quá trời quá đất rồi Lucy. Dao này cắt lát nó lục nhách luôn. Với lại cái khúc này nó cũng hơi gân gân. Thao không? Nóng không? Hơi nóng á. Miếng này nguội nè. Khôn ghê không? À mời nướng nóng hổi. Hửi thôi, không thèm ăn. Miếng này nguội đưa đáp. Không nhận. Mày. Ê, bên này nóng còn bên này là khu vực nguội nè các bạn. Đây 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 đây, nóng đó, nóng đó nè, miếng này nguội nè. Đây. Ngày xưa mình nói chung là hồi lúc còn trẻ đó, chưa có va chạm nhiều, chưa có trải nghiệm đồ nhiều, các bạn đặt nhiều cái gọi là cái tiêu chuẩn, gọi là tự mình đặt ra những cái tiêu chuẩn cho mình, coi như là bây giờ nhìn lại tất cả những cái đó gọi là rào cản cho cái sự phát triển của mình hết các bạn. Hồi xong rồi bắt đầu hồi xưa mình cũng không có chơi Facebook đâu nha,
lúc đó Facebook nó phát triển cũng nhiều năm rồi, từ thời Zalo đồ này nọ là mình cũng không có chơi, nói chung là mình tự mình nói ơi không có chơi mạng, chơi mùng, không có chơi này nọ. Thì trong lúc mà mình ngồi mình chê khen đồ này nọ thứ á, mình dè biểu người ta thì người ta đã coi như là hòa nhập vào cái cuộc sống số rồi, người ta học tập được những cái kỹ năng mới cho cái thời đại số đồ này nọ thứ á, cho nên người ta đi nhanh hơn mình. Mình thì lúc đó mình ngồi mình tự bơm mình, tự đưa mình lên một cái vị trí, cái chỗ đó kiểu dạng vậy các bạn. Thì đó là rào cản. Như hồi xưa mặc đồ rồi cũng vậy, quần áo rồi cũng vậy, phải thương hiệu này mới mặc, thương hiệu này không mặc đồ này nọ thứ, tự mình làm khó mình thôi. Thì cái đó mình cũng vô tình mình nhận ra. Có một lần mình mua đồ trên mạng, mua cái trang đó, trang Maxi của Mỹ, mình tính mua cái quần. Thì ở trong đó nó có giống như cái cột mà nó lọc ra để cho mình dễ chọn lựa. Thì trong đó ví dụ như chọn từ giá tiền từ 200 đô tới 400 đô, 500 đô tới 700 đô kiểu dạng vậy. Thì mình phải chọn cái mức từ 500 đô tới 700 đô trở lên à, thì mình mua những cái hàng trong cái giá tiền đó kiểu dạng vậy. Thì các bạn thấy ví dụ như khi các bạn chọn từ 500 đô tới 700 đô thì nó ra những cái sản phẩm trong cái tiền đó. Thì nó ví dụ như nó có 100 sản phẩm mà. Nhưng mà nếu mà các bạn hạ cái mức tiêu chuẩn của mình xuống á, từ 200 đô tới 400 thì nó ra được tới 500 sản phẩm lần. Còn nếu các bạn không có một cái yêu cầu gì khác á, thì nó ra tới cả ngàn sản phẩm lần. Thì từ đó mình rút ra là đôi khi tự mình đặt ra những cái tiêu chuẩn á, là tự mình giới hạn cái bản thân mình lại. Đó. Có nghĩa là không được làm này, không nên làm kia, làm này nó mất tiếng, mất đồ này nọ thứ. Thì tự mình đặt ra cho mình quá nhiều cái tiêu chuẩn đi, mình cứ đi vòng vòng cái vòng tròn đó không, mình không có bước ra ngoài cái những cái nào mình không biết cả đó. Thì nó cũng không phải là một cái điều hay ha các bạn ha. Nói chung là chúng ta nên học hỏi, tiếp nhận cái mới. Còn bây giờ ngày xưa là mặc đồ hiệu đồ này nọ, còn giờ thì ok cứ đồ đẹp là mặc thôi. Và có những cái mà do mình chưa có hòa nhập vào á, thì mình sẽ thấy nó không có ok. Nhưng mà khi mình hòa nhập vào á, thì mình mới hiểu được nó hơn. Cho nên là các bạn trẻ cũng đừng có gọi là đừng có tiêu chuẩn hóa nhiều quá. Ngày xưa là dè biểu bán hàng online đồ này nọ chọc ghẹo, nhưng mà giờ các bạn thấy không, bán hàng online là một cái gọi là một cái bước coi như là đột phá của cái việc thương mại mua bán luôn, bán rất là nhiều luôn, hầu như là tất cả các lĩnh vực đều có bán hàng online. Và người ta còn đào tạo ra những cái người để mà có thể bán hàng online mạnh nữa. Thì mình nghĩ là ví dụ như nó cũng rất là hay, có rất là nhiều nhà sản xuất cũng như là nhà nông nghiệp, rồi bà con nông dân trồng ra sản phẩm, nhưng mà người ta lại không có cái kỹ năng, cũng không có điều kiện mà người ta có thể phân phối sản phẩm của mình tốt nhất đó. Thì cũng nhờ những cái người mà người ta buôn bán online, thì tất nhiên là buôn bán online ở đây mình nói là những người mà người ta có tâm đó, người ta bán những cái sản phẩm tốt, chất lượng đồ này nọ uy tín, chứ mình không có nói theo cái kiểu những người cũng có những người ta lợi dụng, người ta lừa đảo đồ này nọ các bạn, tiêu cực đồ thì mình không nói. Nhưng mà nếu mà các bạn làm có tâm đồ đàng hoàng, bán những sản phẩm tốt, uy tín, chất lượng, bảo đảm hàng hóa thì đó là điều rất là tốt luôn. Nó giải quyết cái đầu ra cho người, cho nhà sản xuất, cho người nông dân đó. Và nó đối với những người bận rộn đồ này nọ, người ta cũng mua hàng sản phẩm nó dễ hơn. Sướng ha, sướng ha. Ngày xưa chơi nói chung là bình thường, nếu mà bạn nào mà có theo dõi Facebook của mình là sẽ biết mình là một người rất là thích giỡn. Một ngày mình giỡn coi như là giỡn nguyên ngày cũng được đó.
Nhưng mà nói chung là một ngày nói về Facebook á, là mình post ít nhất là 3 tút. Thì tút nào cũng chủ yếu là những cái đề tài gọi là vui vẻ thôi, chọc ghẹo thôi. Những cái hình ảnh chế trên mạng đồ này nọ, lấy ra để chọc ghẹo mọi người, vui thôi. Lâu lâu thì cũng có cảm xúc thì cũng viết những cái bài dài. Thì nhưng mà ở trên cái nền tảng YouTube này nè, đôi khi là tại vì mình xuất phát điểm của mình là mình chia sẻ những cái kiến thức về bò sát đồ các thứ á, cho nên là đôi khi nó cũng hơi nặng cái học thuật. Nhiều anh em nói anh ơi anh làm cho nó cái gì nó vui vẻ chút xíu đi anh, nó trời ơi gì vậy, nó mang tính gì không đồng ý, nó mang tính giải trí một chút xíu đi anh. Nguội rồi nè, anh làm gì cho nó mang tính giải trí chút xíu coi nó cũng vui anh Nam. Thì thật sự mà nói là bản thân mình là một người thích đùa, thích giỡn. Nói về tính giải trí thì mình cũng không có kém cạnh đâu. Nhưng mà đôi khi mình chưa có bắt nhịp được á các bạn, chưa bắt nhịp được. Thì các bạn cho mình gọi là cơ hội nha, cơ hội để mình bung lụa nhả cái bài nghiêm túc ra. Chứ mình giỡn không bạo lắm á. Trời ơi. Nóng nha, mấy này hơi nóng nha. Cái này mới chướng xong à, để cho ngon quá không chịu nổi. Gấp quá. Ngày xưa á, lúc mà người ta chơi Facebook á, thì mình ngồi mình nói ơi ở ngoài đời sống còn không hết nữa mà đi lên không gian mạng làm cái gì đó. Mãi về sau này mình mới chơi Facebook chứ không nói mình nhiều chuyện quá các bạn, làm nó nhiều chuyện. Xong rồi làm YouTube cũng mãi sau này mới làm. Mà ngày xưa các bạn làm, ngày xưa cái lượt view coi cao hơn bây giờ. Chắc là nó đổi thuật toán hay sao á. Ngày xưa nhiều người coi lắm. Giờ làm thì cái lượt view nó không bằng ngày xưa. Anh em mà làm YouTube thì biết rồi. Giờ nó khó lắm. Rồi chưa kể ba cái tiêu chuẩn cộng đồng của nó, đủ thứ vấn đề á. Nó khó hơn ngày xưa rất là nhiều. Từ cái cục này ngay chỗ gân nó dai quá nè. Mày ghét mày giống bà của nội tao chứ mày không có giống cái gì nướng chậm có chút xíu mà la ừ. Giờ có cái khúc này nó gân khó làm nè. Con dao này nó sắc lát cái nó cũng lục nhách luôn rồi. Đây ông. Lát còn món khoai lang nữa đó, vừa bụng ăn. Ngon không? Sướng không? Này cũng có phước lắm mới về đây. Nói chung mình rút ra một điều đó các bạn. Cần phải có cái sự thời bây giờ á, là nó mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh, thì chúng ta cần phải có cái sự thích nghi tốt, thì chúng ta sẽ gọi như là hòa nhập vô cái đời sống hiện nay nó tốt hơn. Bây giờ rõ ràng là những cái công việc mà mang tính gọi là lao động truyền thống á, thì nó rất là cực, kiếm tiền từ cái những cái việc đó nó rất là cực luôn. Cho nên là mình cần phải trau dồi về mặt kiến thức, về mặt kỹ năng, để mình sẽ coi như là thích nghi với cuộc sống này tốt hơn. Bây giờ kiếm tiền bằng sức lao động rất là cực ha, nhưng mà chi phí mọi cái đồ này nọ rất là mắc tiền luôn ha.
các bạn kiếm tiền thì nó rất là cực vậy đó, nhưng mà con của các bạn mà bệnh một cái đi vô bệnh viện á, tốn vài chục triệu như chơi à. Đó, vài chục triệu như chơi. À, mọi chi phí dịch vụ ăn uống bây giờ nó rất là mắc luôn, mà lại kiếm tiền vô thì nó rất là khó. Những cái công việc mà gọi là lao động chân tay phổ thông bây giờ đó, là trong sắp tới mình nghĩ là đôi khi là những cái máy móc dây chuyền đồ là nó sẽ xử lý thay con người luôn rồi. Cho nên là chúng ta phải trau dồi cho mình, đầu tư vào bản thân á, về mặt kiến thức, kỹ năng là cho nó tốt thì mình mới tồn tại được. Thấy không? Rõ ràng là có những cái ngành mà nó đã bị biến mất rồi các bạn, nó bị thay thế bởi những cái sự tiến bộ của khoa học công nghệ ha. Đó thì ngành thư từ đồ này nọ nè là hết rồi, giờ đâu có ai xài nữa, giờ meo miết chứ đâu có ai xài những cái nghề cũ nữa. Thấy không? Với lại khi mà mình trái đất này nó nhiều người quá. Giờ mình mà chê, mình không chơi Facebook thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ai cả. Vấn đề là mình là người thiệt thòi. Giống như vô một cuộc chơi vậy, bạn ổng a, ổng ẹo thôi, tôi không chơi, tôi không thích này, tôi không thích cái kia. Thì bạn sẽ ngồi một chỗ, còn người ta chơi. Chứ đâu có ảnh hưởng gì tới cuộc chơi của người khác đâu, đúng không? Cho nên là thay vì bây giờ ngồi đó chề môi, chê khen này nọ, thì chúng ta hãy tìm cách mà chúng ta gọi là enjoy vô cái công việc đó, hoặc cái cuộc chơi đó, hoặc là cái mối quan hệ đó. Mọi cái nó sẽ quan trọng là mình á, mình tham gia vô thì mình chơi, còn không thì mình chỉ ngồi đó mình chắc lưỡi thôi, gọi là dẫn đẩy sẩy cùi thôi ha. Cho nên chính vì vậy mà các bạn thấy là ban đầu thì mình vô bằng bò sát, nhưng mà sau đó thì mình cũng sẽ tiếp nhận những cái mới, cũng sẽ học hỏi những cái mới để mình sẽ còn đi tiếp, đi xa hơn. Chứ còn mình cứ gọi là cứ dựa vô cái bò sát, tất nhiên bò sát là cái gốc của mình rồi. Nếu mà chúng ta cứ dựa vô cái đó thì nó cái vòng tròn nó rất là nhỏ. Thì cứ mỗi lần mà mình thấy ổn định thì mình sẽ nới rộng cái vòng tròn của mình ra. Từ từ nó sẽ lan rộng ra nhiều cái lĩnh vực, nhiều cái ngành nghề khác nhau. Thì quan trọng nhất là bản thân mình vui, giúp ích được người khác, mang lại được giá trị cho người khác thì mình làm thôi các bạn. Đừng có làm mấy cái điều mà nó vô bổ hoặc là nó không mang lại giá trị gì cả thôi. Ok, còn mấy miếng nữa ha. Còn mấy miếng nữa là xong rồi, anh đã cắt hết rồi. Mày biết cắt xong rồi rất là con dao này ở lục, anh cắt xong anh mỏi hết hai cái bàn tay luôn á. Giờ ăn khoai lang đi. Khoai lang cũng ngủ rồi nè. Thơm rồi nha. Ngon. Mà cái này khét quá, để lấy ủ khét cho. Ngon. Khoai dẻo. Lột cái phần khét ra. Chưa có hầu ai mà như hầu mày luôn á, thiệt. Chắc có mắc nợ nhau hay gì á, người cũ từng quen hay gì á. Khoai này nó cái màu nó rất là đẹp các bạn, màu nó giống như là lòng đỏ trứng gà vậy đó. Cũng dẻo ngọt thơm. Ăn cái này bữa giờ mày ăn thịt nhiều quá, con ăn thịt nhiều quá. Đây còn miếng nè, con ăn thịt nhiều quá cho nên là con phải ăn một chút xíu khoai lang cho nó nhuận trường. À, cái này nó còn hơi nóng đúng không? Hơi nóng mà còn bốc khói nghi ngút luôn à. Chê ha, đòi ăn thịt đó. Đây,
miếng thịt, miếng khoai nè. Đây. Đưa thịt thì ăn, còn đưa khoai thì chê. Nè, lò liếm bằng thịt không? Nó biến nó chơi mắt dài. Chó này y như người được nướng BBQ rồi ăn uống tại chỗ luôn. Sao ta đưa đút mà không ăn, để nó dính cát dính đất tùm lum rồi lại ăn vô. Ăn này là mốt phải đi, nói chung thì tụi này nó có sổ dung sáng định kỳ các bạn. Chứ còn ăn đồ ăn dính đất kiểu này thì nó cũng dễ có dung sáng ha. Nè. Miếng nó có gần dài dài nãy sắc mỏi tay luôn. Chê. Sắc miếng này ra. Nè, ngay đây nguyên cọng gân. Khó sắc như quỷ. Cái gân con đục lì nó mòn, nó chưa có mọc lại. Ê, con lu xì nó mòn, nó chưa có mọc lại. Làm ra là nó cắn rồi không có ngon. Khó cắt quá à. Bứt luôn đi. Ăn luôn đi, đừng có nhả xuống đất nữa dơ. Vậy không à. Rồi miếng cúng cùi. Dễ ăn ha các bạn ha, cứ đưa thịt bò là ăn, đưa khoai lang là chê. Rồi ok các bạn. Thank you các bạn đã bình tĩnh ngồi đây xem mình coi như là nướng đồ ăn cho Lucy ha. Đây sắp tới mình sẽ chuẩn bị nhiều tiết mục. Làm những cái series nó thật là hấp dẫn, thật là vui vẻ để gửi đến mọi người ha. Chúc mọi người có thật là nhiều sức khỏe và tiếp tục ủng hộ kênh ha. Bye bye.